Chào anh em. Bữa nay hai anh em mình đi tập chứng kiến để qua kinh cá trê khủng câu anh em. Đang xin vô cái chỗ khu di tích lịch sử nè. Khu này thì không có cho người lạ vô. Quen xin mới cho vô nên ổ nhiều lắm. Không ai thập á nên nhiều. Tới điểm cao luôn nha anh em. Anh em mình đi chung với anh Sáu với ông chú gần nhà nữa. Ông đang chạy sau nè. Tới điểm cao luôn nha. Để anh em móc lỗ rồi lát lên cá cho anh em coi ha. Thấy em câu đây anh với em chú tôi chạy xích đẳng cái bãi trống thôi. Chia ra người chỗ gì đó cho nó trống vậy câu. Câu đây. Móc lỗ xong rồi anh em. Giờ bắt đầu câu nha. Xuống cần nha. Nhỏ không lớn. Tiếp tục nha anh em. Nhịp à, nhịp vào à. Lúc là nhỏ nhỏ không lớn. Lúc chạy mày không được chứ không lớn anh em ơi. Nè, cái rô đồng lên nè. Kinh này rô đồng dữ lắm. 3-4 ngón tay không, giờ hình như nước đang lớn nên nó có lớn không à. Chứ qua câu có lớn dữ lắm. Rồi 3-4 giờ nước ròng lại. Tiếp tục anh em. Cái ăn anh em mới thả xuống ăn liền luôn. Lúc không lớn anh em ơi, nhỏ không à. Tìm vô quá trời rồi. Tìm vô, cá lớn vô.
dài hả mày? Nhỏ không anh em ơi. Cá ăn anh em. Cá đầu đồng. Cá bự nghe nè. Cá ăn tiếp anh em. Ui, ui tắc lát tắc lát tắc lát tắc lát anh em. Nó nhìn tắc lát nè. Ăn nữa anh em ơi. Mới thả xuống nhúng nữa kìa. Lúc vậy. Lúc. Rô con. Nhỏ quá thả nè mày. Trên cá rô mề nha anh em. Bàn tay nè. Cá bự nha. Cá này cá vậy không đó. Tại nước giờ lớn quá không ăn. Chứ qua câu cá cái này không. Tiếp tục nha anh em. Cá anh em ơi. Rô bự anh em. Nè. Rô mề nè. Tiếp tục anh em ơi. Mát trời rồi cá chịu ăn rồi. Cá ăn nhanh em, cá lôi ngang lên em ơi, có đồ bự nha, đồ này hai lông ngón tay, ba ngón tay, đồ đồng. Tiếp tục anh em ơi.
đổi đường nhựa khác pha màu đỏ, quên đỏ không? Lên cái anh em, rồi xong dính lúc bình luôn. Cá anh em, cá bự ạ. Cá đồng bự. Dính lúc bình. Chiều mát này cá nó ăn nhiều. Hồi nãy trưa nắng quá đúng không? Lên tìm cá trê nha anh em. Cá trê vàng. Tiếp tục xuống cần anh em ơi. Cái đồ bự nè. Cá ăn anh em. Wow, bự lắm anh em ơi, bự lắm. Tư ơi, Tư. Lên cá bằng tay Tư. Anh em, bằng tay bự luôn á. Qua rồi cá. Một bàn tay luôn. Nó có mềm. Cá này bự nhất từ sáng vậy luôn á. Chú tụi anh em ơi, chiều mát trời rồi cá lớn vô rồi đó. Ông anh dung chú bển câu nãy giờ không ăn. Bữa nay nước lớn quá không ăn. Cá ăn nha anh em. Lên cá rô. Rô đồng. Dạ thịt. Cá anh em, cô mày,
cá giờ bự bự không à. Tiếp tục anh em. Ngã vào rồi. Wow, bự rồi. Quá trời. Ăn quá trời chú Tư ơi. Ăn rồi. Tiếp tục anh em ơi. Lên anh em ơi, cá bự anh em. Ý dạ. Tiếp tục lên hàng anh em. Cá rô hết hồn luôn. Quá trời bự anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Cá giờ chưa ăn rồi, mát trời rồi. Mấy con cá bự giờ nó đi làm về rồi, mấy cá nhỏ đi ngủ hết rồi. Dạ nước giờ hơi đứng rồi. Nước trôi quá cá cũng không vô được. Bèn rồng chắc cá mẹ không còn đâu. Chắc cá mẹ làm bạn với đậu bắp với cà chua rồi. Thấy bơi nữa giờ đây quá trời. Lúc ngã hả mày? Lên anh em. Lên hàng thôi mày. Rồ bụng ăn cái gì mà cái bụng thư ghê. Bụng hơn bụng của tôi nữa. Thank you.
Dạ. Ở đây có dế câu thác lát ngon lắm. Có thác lát. Gì chú Tư? Ai, hả bưởi. Rồ nè. Tiếp tục anh em. Mày hả gái? Lên tiếp anh em. Rô nữa anh em. Phao hả mày? Oh. Hey. Rồi này mày. Chưa, anh chút nữa vậy từ điện, còn cái này xa lắm. Tiếp tục xuống cần anh em ơi. Phao hả mày? Cái này nè. Cái này ăn cái gì bụng no quá trời luôn. Cái từ cá bụng no quá trời, chắc nó ăn cái gì no quá trời đó. Nóc rồi. Lúc phao hả mày? Cái trê các bạn ơi. Cái trê vẫn ăn rồi chú Tư ơi. Nhỏ chứ không lớn. Cái trê vô đó.
lên đèn anh em, tối rồi. Lên đèn. Về tới nhà nha nè, tổng kết cá bữa nay câu rồi nè, được mới cá rô với mấy cá trê, hôm nay cá nhỏ chứ không bự, cá rô mày vừa sập tối xuống tính câu cá trê là mưa quá về luôn. Chiếc dép em bé nha, chứ phải chép người lớn nha. Rồi, chào tụi bé anh em nha.